Tiếp theo là cái combo 277 nha quý vị, 10 cây sâm hương 320k bao phí ship nha quý vị. Bao ship mà 30 cây này là đều có chậu hết luôn nha quý vị. Mà nó nằm ở trong cái chậu này là cả năm trời 7 8 tháng trở lên này nha quý vị. Là tôi trồng trong đất Nhật Amaka gì đó, Atamaka gì đó. Trời ơi, tiếng Nhật tiếng U gì. Không có biết, nghe mấy nhỏ nó nói vậy. Đó, trồng đất Nhật nha, trộn với miếng cát miếng cho nha, cho nên nó mau, chất trồng nó mau khô lắm, ngày tới 2-3 cử luôn. Cái vị về cái kéo nó lên ém cho nó miếng sữa dừa dưới nữa là nó tốt lắm nha quý vị, nó thoáng nó không có bị hư rễ hả quý vị ha. 4 cây nha, đây cây số 5 nè, đây cây số 6 nè, đó. Đây cây số 7 nha, cây này cây số 8 nha. Trồng từ nhỏ, cái đợt ghim từ nhỏ luôn nha quý vị. Còn hai cây cuối cùng là nằm trong cái chậu ống đổ nha quý vị. Nè, rễ nó ăn ra nè. Không, về bẻ xuống làm cây đổ chơi nha quý vị. Rễ ăn vậy đó. Rút ra là rễ không rồi. Rồi 10 cây 320 nha quý vị. Nó về vô nhôm giống tôi vậy nè. Kéo ra vậy nè. Cái đầu nó mập mập, cái bấm diện cái có một cây chơi rồi. Làm ra giống mấy cái cây nhỏ nhỏ của tôi nè, mất tiêu rồi. Đây nè, giờ uống ra giống cây này vậy nè, nó mốt ép ngược lại vô chậu nhỏ xíu lại chơi luôn. Rồi vậy nha quý vị ha, 10 cây 320 nha quý vị, xuống luôn quý vị ơi.